Vâng, em xin chào các anh. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái bộ âm ly và tuner của Sony các bác nhé. Đấy, dòng Sony thì các bác biết rồi, thương hiệu nó quá nổi tiếng rồi nên em không cần nói nhiều nữa đúng không? Thì đây là con Sony 717. Đấy, gồm về nó về là gồm có một tuner, một âm ly. Đấy, về một tuner một âm ly nhé. Cái này là vết băng dính nhá, không phải vết xước đâu các bác nhé, vết băng dính nhá. Em chưa lúc em bóc em để sót mất một ít, thì về các bác có thể là bóc đi giúp em nhé. Các bác nhìn này, băng dính thôi các bác nhé. Thì con Sony 717 này thì nó là hàng made in Japan các anh nhé, made in Japan và công suất của con âm ly này nó là 90W các bác nhé, 90W. Với mức công suất này thì mình có thể là kéo một đôi loa bass khoảng 18-16 đổ về là ok. Đấy, một số dòng buxer bass 20 công suất nó khoảng tầm 50W một loa, 60W một loa thì vẫn có thể quánh được đôi cái con này nhé. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, Sony 717 thì mình có một cái rất là hay ở đây, đấy là nó không như các cái con âm ly dàn khác, nó có chỉnh ba đăng sơ riêng cái này luôn nhé. Ba đăng sơ riêng, chỉnh ba tép riêng này. Các con khác nhiều khi nó không có đâu, đấy, nó rất là khó chịu trong quá trình gọi là sử dụng, nhưng con này nó có đầy đủ hết nhé. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có thêm cái các chế độ tăng cường tiếng bass. Đấy, là chế độ DBFB ở đây. Đấy, với hai chế độ tăng cường là hàn lao và hai nhá. Mà không tăng cường, với bác là thích nghe nhiều bass mà để tiếng bass nó sâu thì mình hãy tăng cường nó lên nhá. Đấy, bộ âm ly và tuner này thì tiếng cực kỳ phê luôn. Tuner thì là MM90 nhá. Đấy, 90. Đi 717 tiếng bass của anh rất là phê luôn, các bác có thể thấy sâu. Đấy, sâu và chắc, và tiếng tép nó rất là đẩy. Đấy, rất là phê luôn nhé. Đằng sau đây thì có rất nhiều cổng vào đây, cổng video in này, DVD in này, CSB in này. Đấy, và một loạt các cổng đây nữa nhé. Đấy, nhưng mà thông thường sẽ gắn ba cổng này để truyền điện thoại máy tính, CSB, DVD hoặc là video. Thao tác chuyển đơn giản thôi đây. Đây mình ấn ở đây để chuyển này. Đấy, đơn giản vậy thôi nhé. Đèn sáng ở đâu nó sẽ là được vào ở đấy. Đó. Thước nha, thì đây bộ này nó có kích thước như sau này. Chiều ngang của nó là đi 28, sâu là đi 27 và cao là 21 nhé. Đây là bộ Sony MD717.
Thì giá của bộ âm đi và tuner 77 này thì là nó có giá là đi 2,2 triệu nhé. Bác nào mua alo cho em nhé. Vâng, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.